răng thôi. Mình đánh răng ở đây cơ. Đóng cửa vào, đi rồi. Đánh răng vào. Lúc của mình có nhiều quần áo trong đây, mình phải bỏ hết ra xong rồi để cặp sách. Sẽ bỏ cái cơ vào bông ra cho đỡ vướng cơ. Sao con gọi cho con dậy luôn nhá? Không, lúc đấy là em đang chuẩn bị đồ cho em on. Mình đang chuẩn bị đồ đấy. Bây giờ ba lô mình đang có nhiều, sẽ bỏ ra. Hai mộc tẩy ở đây mình sẽ dùng. Còn thiếu gì không nhỉ? Mình cần mang chỗ đây nhà mình có nhiều sách lắm các bạn ạ. Tên gì? Mình sẽ mang quyển lịch đi để mình còn nhớ quy định của mình đang là thứ mấy. Chúng ta cùng nhau tìm sách thôi. Đầu tiên là sách nào? Các bạn hãy đi ra ngoài của mình nhé. Chúng ta sẽ làm một cái này. Chúng ta sẽ tìm những đồ vật của mình đang dùng nhé. Đi hết ngày à? Ngắm thôi chứ. Laptop đây, bạn dừng phim đây. Vâng.